Hello mọi người, mình là Hạt Tiêu đây. Giáng sinh thì đã qua rồi nhưng mà hôm nay mình mới ngồi lại để mở thư của các bạn nè. Mấy ngày qua thì các bạn gửi thư và tặng quà cho mình rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ mở tất cả các món quà mà các bạn đã tặng cho mình. Mọi người coi thử xem là có tên của mọi người ở trong đó không nha. Mình có tất cả là 434 hộp quà nè. Ok, mở quà thôi. Đầu tiên là một lá thư của bạn Nhi 3097HV. Mình rất là thích đọc những cái lá thư dài như thế này á mọi người. Cảm ơn bé Nhi nha. Danh sách quà đợt này ngoài những cái món đồ Giáng sinh bằng vàng ra thì những món quà còn lại mình thấy đều ok hết đó mọi người. Có hai cái cánh thiên thần và ác quỷ nè, có pháo bông nè, chậu cây nè, với hai đôi vớ rất là dễ thương. Cho nên là các bạn tặng cho mình món nào mình cũng thích hết á. Vì số lượng thư và quà của các bạn gửi cho mình rất là nhiều cho nên là mình không thể nào rep từng bạn ở trên game được. Mình mới làm các clip này để có thể gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng của mình đến tất cả mọi người. Và clip này cũng chỉ có 10 phút thôi cho nên là mình không thể nào quay hết tất cả các hộp quà mà các bạn gửi cho mình được. Nhưng mà mình đã đọc hết tất cả các thư của các bạn rồi. Và mình thật sự rất là trân trọng những cái tình cảm của các bạn đã dành cho mình. Mình rất cảm ơn những cái tình cảm đó. Mong là các bạn đã tặng quà cho mình có thể xem được clip này. Nhận được quá trời pháo bông với lại vớ của mọi người luôn. Tha hồ mà bắn pháo bông với lại trang trí nhà rồi. Món quà tiếp theo là của bạn Đức Là Tui. Ui, bé này nó tặng mình đôi cánh ác quỷ mọi người ơi. Trời ơi, cánh này là 170 mấy kim cương lận á. Mà cái cánh này đợt sinh nhật của mình á, có một bạn tặng cho mình rồi. Tiếc kim cương của em quá à. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn Đức thật là nhiều nha. Tiếp theo là quà của bé Ngọc. Mấy chậu cây này là cũng giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái việc để coi nhà á mọi người. Tiếp theo bạn Kim Ngọc Cute 123. Được một rổ pháo bông luôn. Đêm giao thừa tha hồ mà bắn luôn á. Đa số các bạn gửi qua cho mình là để xin kết bạn á. Nhưng mà mình cũng đã có nói nhiều lần là mình sẽ không kết bạn ở trong game. Sẵn tiện cũng kể cho mọi người nghe là có một bé tên là Min. Bé nhắn cho mình như thế này: mong là chị có thể lập group chat Hạt Tiêu Family để chúng em có thể quay clip cùng chị, có thể biết giờ chị like, giờ chị đăng video lên YouTube, lên TikTok. Em bên chị cũng đã gần được 3 tháng rồi. Là bé này theo dõi mình từ lúc mình bắt đầu chơi TikTok luôn á mọi người. Dù chị không có kết bạn ở trong game nhưng mà nếu lập group fan ra thì tụi em có thể đặt tên theo công thức. Thí dụ như là tên yêu Hạt Tiêu IT. Đó là cái ý tưởng của bạn đó nói với mình á. Mặc dù em có thấy chị một lần nhưng mà em cũng đã rất là vui rồi. Và bé cũng nói với mình là lần đầu tiên em viết thư dài đến như vậy luôn á. Và mình cũng đã trả lời bé như thế này: thật sự rất cảm ơn tình cảm của em và mọi người dành cho chị. Nhưng mà hiện tại là chị không có ý định lập group fan đổi tên như các bạn idol khác. Tuy nhiên thì hiện tại mình vẫn có một cái group Facebook kín tên là Tiêu and You. Ở đó thì mình cũng có cập nhật tất cả những cái hoạt động và dự định của mình, cập nhật mã code hay là những cái event mới nhất ở trong game, cũng như là nơi để mình có thể trò chuyện và giao lưu với lại những bạn mà yêu quý mình nhiều hơn. Hộp quà của bé VBT nè. Cảm ơn chị Nga, nhờ video của chị đã giúp em có hứng săn cá mini. Cảm ơn chị nhiều. Đây, những cái lá thư như thế này khiến mình rất là vui khi mà mình có thể truyền được cảm hứng, có thể truyền được thêm một cái gì đó nho nhỏ khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn khi chơi game. Tại vì mục đích của việc chơi game cũng chỉ là để giải trí thôi mọi người, cho nên là mình muốn là tất cả mọi người có thể chơi game thiệt là vui vẻ giống như mình vậy đó. Và tuy mình không có kết bạn ở trong game nhưng mà mỗi lần mà mình livestream trên TikTok, mình đi câu cá hay là mình chơi tiệc trò chơi hay là mình đi đào vàng thì mình sẽ lập team và kết bạn với một số bạn để cùng nhau chơi ở trong game cho vui. Cho nên là nếu mà các bạn không kết bạn được với mình thì các bạn cũng đừng có buồn nha. Các bạn có thể tham gia group Facebook Tiêu and You của mình để có thể tham gia những cái hoạt động mà mình sẽ tổ chức ở trong game ha. Tâm sự với mọi người nãy giờ mà mình mở được quá trời quà luôn nè. Tiếp theo thì ngoài những lá thư chúc mừng Giáng sinh thì đa số cũng là những lá thư xin kết bạn nè. Ngoài ra là có nhiều lá thư còn xin mình tặng cánh ác quỷ với cánh thiên thần nữa. Mình không có tiền đâu mọi người ơi. Kim cương mình đang để dành để xây nhà á. Mình không có cái event tặng cánh nào hết á, cho nên mọi người đừng có vô xin mình nữa nha.
Thật sự là mới đầu chơi cái game này cũng chỉ vì nó dễ thương và mình cũng chỉ muốn chơi giải trí thôi. Nhưng mà sau đó lại nhận được quá trời sự yêu thương của mọi người. Mình không biết là sau này game này sẽ như thế nào, sẽ càng ngày phát triển hơn hay là một ngày nào đó nó sẽ không còn nữa. Nhưng mà đối với mình thì cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian chơi game và được các bạn yêu quý, các bạn nhắn tin tâm sự, các bạn tặng quà cho mình là khoảng thời gian đối với mình rất là ý nghĩa và mình sẽ không bao giờ quên được. Cái này là cái đợt mà mình làm cái clip về chạy taxi á mọi người. Lúc mà mình đổi được cái chiếc xe mini Giáng sinh á, mình có làm một cái clip là một ngày lái taxi ở trong game. Mình làm tài xế lái taxi á. Sau rồi mấy bạn thích quá, mấy bạn gửi thư cho mình quá trời là muốn được đi taxi của mình. Nhưng mà tiếc là mình chỉ làm tài xế có một ngày thôi à. Nếu mà ngày nào cũng làm tài xế chắc chết quá. Mình nghĩ là nếu mà sau này game có ra loại phương tiện mới á, xe mới á mà mình mua được á, thì mình sẽ quay lại làm tài xế taxi. Mọi người ráng chờ tới khi đó nha. Mấy cái thư ngắn gọn nhưng mà xúc tích như thế này cũng làm cho mình bị rung động á mọi người. Oh my god. Ui, bạn này bạn tặng cho mình xe trượt tuyết luôn mọi người ơi. Trời ơi, mình không ngờ luôn á. Quà này là bạn gửi cho mình từ ngày 23 tháng 12 mà hôm nay mình mới mở được nè. Trời ơi, mở quà ra mình bị kiểu đứng hình mất 5 giây á mọi người. Tại vì món quà này nó cũng rất là giá trị á. Quà này được mua bằng thỏi vàng và nếu mình không lầm thì cái quà này nó có giá trị tầm 300 ngàn á. Cảm ơn bạn Kalenian rất là nhiều. Cái tên của bạn như vậy mình đọc không biết có đúng không nữa. Để qua thả tim cho bạn nè. Thật sự rất là trân trọng tình cảm của bạn và cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Trời ơi, thích thiệt luôn á. Chắc là mấy đứa bạn mình nó sẽ ganh tị với mình lắm á. Nhìn sơ qua thông tin thì thấy bạn cũng khá là bí ẩn. Là mình cũng tò mò về bạn này ghê á. Ok, tiếp nhá. Trời, gửi thư cho tôi mà để mặt cười không mà không nói gì hết trơn vậy. Rồi ok, cảm ơn Hana167 nha. Chị ơi, em không có kim cương tặng cánh thiên thần cho chị, em chỉ có tiền thôi, mong chị nhận cho em vui nha. Ồ, em không cần tặng cánh cho chị đâu, tại vì chị có hết trơn rồi. Em tặng uổng kim cương của em lắm. Em tặng cái gì cho chị cũng thích hết á. Hello chị, dạo này học lắm quá, không vào game chơi với chị được. Việc học vẫn là quan trọng nhất nha. Em lo tập trung học cho giỏi rồi khi nào thi cử xong hết, rảnh rỗi rồi mình hãy vô chơi game ha. Cảm ơn Vô Song22 nha. Ok, còn rất nhiều quà của các bạn ở dưới nữa nhưng mà mình không có thể nào mà mình quay hết lên trên này được. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả những bạn đã gửi quà cho mình nha. Mình thật sự rất là vui và rất là trân trọng những cái món quà mà các bạn đã tặng cho mình đó. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem tất cả những cái quà mà mình nhận được nè. Mình nhận được rất là nhiều pháo bông luôn á. Chắc cũng phải hơn 300 cái pháo bông á. Trời ơi, chắc tôi thay cái ông này bán pháo bông được luôn nè. Nè mọi người nhìn đi, quá trời pháo bông luôn nè. Còn đây là cái cánh thiên thần hồi nãy cái bạn kia tặng mình nè. Mặc dù mình đang mang sẵn cái cánh thiên thần rồi nhưng mà thôi mình cũng sẽ thay bộ đồ khác để đeo cái cánh của bạn vô nha. Bây giờ mình sẽ thay bộ đồ của con chim cánh cụt rồi mình mang cái cánh vô. Đây rồi, xe trực tiếp của tôi nè. Đáng yêu quá. Để mình xem thử thông số của nó nha. Xe trực tuyết Santa tốc độ là 3.5. Cái xe này thì nó chạy từ từ thôi à mọi người, nó chạy không có nhanh lắm. Nhưng mà khi mà chạy trên tuyết á, thì mình cảm giác là nó sẽ chạy nhanh hơn là so với chạy ở ngoài mặt đường. Lúc mà mình chạy thì nó còn có cái tiếng rè 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 giống như là tiếng của bánh xe gỗ ở ngoài đời thiệt vậy á. Trời dễ thương quá à. Nè, mình thử chạy ở trên tuyết thì mình cảm giác là nó sẽ trượt nhanh hơn rất là nhiều á mọi người. Wow, đã quá à. Trời, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ở đây không có nhiều tuyết lắm. Thôi mình sẽ chạy vô công binh để trực tuyết cho nó đã nha. Ui, bây giờ mình mới để ý mấy cái bông tuyết nó rơi xuống nè mọi người. Nó có cái hình bông hoa luôn á chứ không phải là cục tròn. Trời ơi, xinh quá à.
Ok, video mở quà hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Nếu thích video này thì mọi người đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.